nhận ngày sinh nhật 19 tháng 5 ngày sinh nhật Bác Hồ ở vùng biên giới biên cương giữa giáp Lào Campuchia. Mình đang ở quay cho mọi người để biết sinh hoạt trong cuộc sống người dân ở vùng biên cương mọi người nhé. Rất hay. Vâng. Tuyệt vời. Vâng ạ. Vũ điệu Lambada.